anh Toàn đã lường trước được. Và tụi mày sẽ đột nhập vô cái nhà này. Bây giờ sao? Hả? Tức lắm chứ gì? Mày nhìn tao cái gì? Hỏi nào. Gì đó? Mày làm tất cả chỉ vì muốn chiếm đoạt gia tài của tao. Chính xác. Tất cả tôi làm những điều này là vì gia tài của ông đó. Đi đâu? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Chú Nguyễn à, bây giờ chỉ còn người của tôi thôi. Những gì tôi không có được thì cũng đừng học mọi người có được. Đừng có làm. Anh biết hỏi không làm với tôi.